hãy hát cho những người vừa nằm thương chiều chứ không nhất quyết không bán chó. Dạ, không. Lỡ gạo còn ít hả? Còn ít thì tối đi xin. À. Mà sao không vậy ra ai mười mấy năm mà thì tôi nói thật á, nó giống chó là giống nó trung thành hết. Nói về giang hồ Sài Gòn trước những năm 1975 thì đại ca Thay được mệnh danh là trùm của các ông trùm. Tuy nhiên, ngay cả thời hưng thịnh nhất, đại ca Thay vẫn phải nhường nhiều mảnh đất màu mỡ cho băng người nhái của ông trùm Châu Nhị. Đây là băng nhóm với những lính tinh nhuệ do quân lực Việt Nam Cộng Hòa huấn luyện. Trong nhóm này, phải nhắc đến Nguyễn Văn Đáng, hỗn danh là Đáng Đao, là đầu lĩnh trong băng người nhái của ông trùm Châu Nhị. Thuở còn tranh hung, Đáng Đao chọc trời khuấy nước và thường xuyên ủ mưu giết hại băng nhóm đại ca Thay. Bây giờ về già, cuộc sống của Đáng Đao có nhiều sa sót. Hiện tại, người đàn ông lừng lẫy giang hồ một thuở mưu sinh bằng nghề hát rong. Tuổi gần bát thập nhưng Đáng Đao vẫn nhanh nhẹn, giọng vẫn sang sảng và đôi mắt sắc lẹm. Tuy nhiên, tại phi đao bách phát bách trúng năm nào đã mai một nhiều. Ở chuỗi video sắp tới, mình có cuộc trò chuyện với trùm giang hồ Đáng Đao. Sức khỏe của ông bây giờ rất yếu và không thể trụ nổi vài năm tới. Hy vọng video này sẽ ghi chép được hồi ký đầy đủ nhất về cuộc đời Đáng Đao do chính ông kể lại. Xin chào các bạn, ngày hôm nay thì mình đang từ thành phố Hồ Chí Minh để đi xuống dưới Đồng Nai và mình sẽ gặp một cái nhân vật mà được gọi là một trong những giang hồ trước năm 1975, ông Đáng Đao. Sau khi mà đi hết cao tốc thì mình rẽ quốc lộ 1 sang hướng về Bình Thuận và mình đang đi vào sâu một số khu vực rừng cao su. Nhà của ông Đáng Đao thì nằm ở gần như là trong khu vực cách ly khu dân cư cho nên là đường đi rất khó các bạn. Ủa nghe nói là hôm nay ông đi đâu lên thành phố khám bệnh hả? Đâu, tôi nằm ở bệnh viện mà. Bệnh viện Cẩm Mỹ á. Cẩm Mỹ à, bệnh viện nằm đó chứ đâu có đi thành phố được. Đây là cái nơi ngủ của vợ chồng của ông Đáng. Hai vợ chồng ngủ ở đây. Còn đây là cái không gian thờ nè các bạn. Và đây mình có thử cái mâm cơm. Ồ, đồ ăn này chắc để vài ngày rồi. Hai ông bà thì 3-4 ngày đi chợ một lần. Và nước mắm thì chắc hai người không có sức để giả cho nên là để nguyên trái luôn dầm như thế này. Phía sau lưng cái tivi là rất là nhiều thuốc. Chắc mới đi bệnh viện về nè. Nhà mình đồ ăn sao để cũ kỹ dữ vậy không? Không, à? không hâm đồ ăn lại để vậy. Có hâm lại 3-4 ngày hâm dưới tôi đi chợ 3-4 ngày cái hâm cái một lần. À. Cứ hâm ấy chứ. Dạ. Yeah. Ăn sáng thì phải hâm lại. Từ mấy thâu thanh cô nàng vừa chọn kiếp yêu anh linh phố xa chưa rừng già nghe câu hát thật cao nhưng giữa rừng già tôi có thấy gì đâu sao không nát cho những người gặp giặc bên cầu khi xin này còn pha sắc nhau xanh biển tiếng súng xây thành mắt buồn thấm mất ngủ tàn đêm khói lửa đường về hai chiếc mình này sao không ngát cho những bà mẹ già từng đêm nhớ con xa hãy hát cho những người vừa nằm thương chiều lời hát xin ghi rung động thật
sầu. Xin thật lòng trên câu hát đầu môi. Như những người yêu là thơ mà thôi. Là cái dây thì không có ấm tâm. Thì thoảng thì bà có nhờ ông đánh đàn hát đâu cho bà nghe không? Không, bà nói bà không thích. Bà không thích nhờ ông nhạc hả? Chỗ này đi ca thì có người học thôi thì học cũng khen mà bà thì cái ca rồi bà bảo bà tôi cũng thích được có ca là ổn. Mưa vẫn bay bay trên từng tháng cũ. Dài tay tôi đón ánh mắt xanh xao. Nghe lá thu mưa treo mòn gót nhỏ. Đường dài hun hút cho mắt thêm sâu. Mưa vẫn hay mưa trên hàng lá nhỏ. Một mình vui đông những chuyến mưa qua. Trên bước chân em âm thầm lá đổ. Chợt hồn xanh buốt cho mình xót xa. Chiều nay còn mưa sao em không lại. Nhớ mãi trong cơn đau vui làm sao có nhau. Hàn lên nỗi đau bước chân em xin về mau. Mưa vẫn hay mưa cho đời biến động. Làm sao em biết anh đang không đau. Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng. Để người phiêu lãng ngỡ mình lãng phiêu. Chiều nay còn mưa sao em không lại. Nhớ mãi trong cơn đau vui làm sao có nhau. Hàn lên nỗi đau bước chân em xin về mau. Mưa vẫn hay mưa cho đời biến động. Làm sao em biết anh đang không đau. Xin hãy cho mưa qua biển đất rộng. Để người phiêu lãng ngỡ mình lãng phiêu. Biết rồi, để nó làm. Tâm mấy tuổi rồi còn nhớ được ca từ hay ấy chứ. Hả? Như ông thì tâm mấy tuổi rồi còn nhớ được. Rất là hay. Tôi nhớ chẳng nhiều bài ca nữa nhé. Nhất là bài nhạc Bôi Rô. Hạt bụi nào hoa kết thân tôi. Để một mái vườn hình hài lớn dậy. Ôi cát bụi tuyệt vời. Mặt trời soi một kiếp lòng trời. Hạt bụi nào hoa kết thân tôi. Để một mái tôi về làm cát bụi. Ôi cát bụi thật ngoài. Tiếng đập nào gõ nhịp không nguôi. Bao nhiêu năm làm kiếp con người. Chợt một chiều tóc trắng như vôi. Lá úa trên cao rụng đầy. Sau bao năm rồi chết một ngày. Mặt trời nào soi sáng tim tôi. Để tình yêu xoay mòn thành đá cội. Tôi chỉ nốt mặt bụi ngùi. Từng ngày qua mọi ngóng tin vui. Cụm rừng nào lá sắc sơ cây. Từ vực sâu nghe lời mời đã dậy. Ôi cát bụi phần này. Vết mực nào xóa bỏ không hay. Ôi cát bụi phần này. Vết mực nào xóa bỏ không hay. Hay quá. Vậy thì những cái năm gần đây khi đi hát là mình hay chọn bolero và nhạc trình để mình hát. Tôi hay hát vậy đó. Thế với lại lâu lâu hát mấy bản nhạc của nhạc sĩ Nam Phương. Nam Phương. Hay là Duy Khánh. Mà đa số là hát bolero của nhạc trình không.
Rồi lúc mà mình đi hát nhạc nhào như vậy, tiền mỗi ngày như vậy được khoảng bao nhiêu đồng? Nó có tùy, có ngày kiếm được 30 có, ngày 50 có khi kiếm được 100, có khi kiếm được 200. Nó tùy theo ngày, có nhiều khi mình ở đây thì họ cũng cho ít lắm, 15.000, 10.000. Có khi họ cho 2.000 cũng có. Nhưng mà có khi mình gặp như các bản du như thành phố họ lên á, lên thăm bà con á, họ cho 100. Có khi họ cho, có người cho 200, 200.000. Lúc mừng á? Ngày mấy cái ngày đó là, mỗi ngày là tôi về tôi nghỉ dưỡng cả tuần lễ đó. Ăn hết mấy trăm ngàn, tôi sống y như cái vấn đề dân tộc vậy đó. Cứ ăn hết cái đó, rồi đi. Rồi xin đây, ví dụ 5-3 bữa thì tôi lại ra Hàng Gòn. À, ngoài cái xã Hàng Gòn ngoài này, rồi lúc đó vào xã Xuân Nhạn. Người ta bệnh viện nằm tôi mang đơn theo chứ bộ. À, thứ bảy chủ nhật tôi về tôi thăm vợ. Cái tôi nghĩ là chiều cho tôi bác đơn ra. Sáng thứ hai bác sĩ khám. Cái ông trưởng khoa ông bảo chứ ủa, ông bị nặng hay sao ông bác đơn đây. Rồi thứ bác sĩ nằm này nó buồn quá, nằm cả tháng rồi. Giờ tôi không dám đơn trong phòng bệnh đâu. Tối 7-8 giờ tôi ra hành lang bệnh viện á, tôi đơn. Ông bảo được. Cái tôi ra tôi đang đơn ca cái ông sau ông chụp hình. Tôi thấy nhóa lên cái là tôi biết chụp hình tôi rồi. Tôi quay rồi hỏi làm gì chụp hình tôi. Nói cháu đi nuôi má cháu mà cháu cầm đường á. Cháu không á, thay vì cháu chụp. Đó, bây giờ qua đây. Ông hỏi chứ có thể cho tôi, ông có thể hát cho cháu hai bản không? Có được. Bạn gì thế ông nói cái tôi hát. Hát ông bóp túi cho 200 ngàn. Em mình mừng quá rồi. Được 200 rồi. Cái rồi những người bị nuôi bệnh á, họ chạy ra. Chạy ra rồi những người bệnh nhẹ nữa ra, người cho 10 ngàn, người 20 ngàn. Cái đêm đầu của tôi được 300 mới nhau. Tôi tới đây được rồi. Cái ngày sau tôi qua khoa nội. Vì bên này khoa ngoại, bên này khoa nội. Tôi lại vác qua khoa nội, họ cũng cuốn tới. Họ cho. Cái lúc tôi xuất bệnh về á, là tiền viện phí của tôi là lúc đó tôi còn bảo hiểm y tế. Đóng hết 600 mấy. Nhưng mà họ cho được triệu tư. Được triệu tư á, trong mấy ngày đơn ca đó. Tôi có người bảo cho tôi, bảo tôi ra chợ Nhân Nghĩa đó. Hai năm nay trở lại đây đi. Không góp đền nữa, đổ để nổi rồi. Đi à. Đi mà tôi đi tôi luôn luôn phải vô cái nón bảo hiểm á. Đây qua cái chú cháu vịt cách tôi 30 thước nè. Cái quán cháu vịt tôi có, cháu lầm á. Tôi không phải đổi bảo hiểm. Thì lỡ mà mình té đó. Thì nó chết hẳn đi con thì không nói. Sợ mình liệt đó, mình nằm đây vợ như vậy rồi tôi nằm vậy thì ai chăm sóc ai nuôi, nên tôi phải đổi bảo hiểm và lúc nào tôi cũng mang bảo hiểm trong túi hết để lỡ mình chọc đường á, yêu như sáng nay đi chợ cũng vậy, tôi lên tôi cũng bọc bảo hiểm theo với tiền xe á, ví dụ lỡ có cái gì là người ta bốc đi luôn. Nhưng mà con hỏi thật ông nha, sức khỏe mình như vậy khoảng 20 năm nữa đi nó sẽ rất là xuống dốc. Ông có nghĩ rằng là ông với bà xin vô viện dưỡng lão hay này nọ, chứ như vậy thì làm sao mà sống được? Có xin có tính đường vô viện dưỡng lão hay là như thế nào không? Bây không, giờ mình ở đơn thân vậy. Bây giờ tôi cũng nói thật là bây giờ á cũng có nhiều người đề nghị vô viện dưỡng lão, nhưng mà tôi á vậy. Bây giờ cả hai vợ chồng tôi là đột quỵ đó, giờ ra cái tin tưởng á. Chúa không để cho ngày nào là biết ngày đó, cầu xin nếu mà ông cho chết thì xin chết đột quỵ. Em đặt lại đây mấy người mới chết cho em đột quỵ nè. Chết cho em đẹp chứ đừng cho mà nằm mà nó bất thực vật. Thực lắm. Còn tôi kể cho anh nghe cái lần đầu tiên tôi đi ở đây 5 người. Hồi đó ra bệnh viện phải lên trạm xá nó mới làm giấy chuyển. Chuyển ra đây làm trái chuyển 5 người, chuyển ra bệnh viện Cầu Mỹ thì trong đó 2 người họ cựu chiến binh á, của bên cách mạng mình, 2 người đại gia, còn tôi là đại nghèo. Cái chuyển chợ nấy hết mổ, tôi nói bây giờ tôi thưa bác sĩ bây giờ hoàn cảnh tôi như vậy, tôi đâu có tiền,
một hai triệu tôi vay mượn được, chứ ba triệu tôi không vay được, mà giờ làm sao mà bây giờ tôi xin ở lại. Bốn kia mổ về chết thế đâu, cứ tôi làm đó mấy tháng trời, cứ thứ bảy chủ nhật là tôi bác sĩ không có làm việc á, tôi về thăm vợ tôi, chạy một em khiêng về nằm tại đó. Bây giờ nằm đây nó gọn hơn, ban ngày ban đêm mình ban ngày mình cuốn lại, ban đêm mình trải ra nằm. Thì nó gọn ghẻ hơn, chứ mà cái giường lên thì có giường này nhà dưới đó, nhưng mà nó chật tụi lắm. Nhưng mà cái tuổi lớn mình dễ bị đau lưng á, sao mình nằm vậy chịu nổi, nằm đặc biệt làm đất lưng chịu không được. Đâu không sao. Đồ ăn của ông kia ạ? Dạ. Đoàn. Cá đó kho với gà đó, trứng gà không? Hết tiền, không có tiền ăn gạo thì ông có bán quán chó này không? Chắc là không. Sao nhưng vậy? Mà gạo thì yên tâm họ cũng cho chứ. Ví dụ, con ví dụ nha, nhà mình không còn đồ gì để ăn thì sao? Thì tôi không bán thì tôi đi xin chứ không nhất quyết không bán chó. Lỡ gạo còn ít hả? Còn ít thì tôi đi xin mà sao không vậy ra, anh mười mấy năm thì tôi nói thật á, nó giống chó là giống nó trung thành nhất.